bắt đầu nha. Chưa kịp. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Chưa. Nào. Cả nhà ơi. Hôm nay mèo về nhá. Trời ơi. Đây này, chỗ này đã có một cái lỗ và mình sẽ cố gắng nhoi vào để xem con mèo. Ôi, mình nhìn thấy được một đôi mắt màu vàng. Một cái mũi. Bây giờ mình sẽ bóc nó ra nhá. Trại gửi lên cho chúng mình đó. Úi dồi ôi, nó thò lên rồi đây này. Cả nhà ơi. Em có ra được không? Em có tự ra được không? Đi nha. Mình sẽ cắt cẩn thận để cho khỏi vào đầu của em này. Ý ôi. Đấy. Em đi xe lên đây à? Nào, bây giờ biết đặt tên gì cho em đây? Ôi, xem em nào. Để mẹ bế em lên nhá. Ui, em mềm thế. Em mềm thế. Xem nào. Ui, nó bấm móng vào tôi. Đau quá. Tay hơi cụp. Tay của bé hơi cụp nè. Đấy. Miu 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 miu. Tay của bé hơi cụp nè. Cả nhà ơi, xem nè. Xem cái mũi nè, chân nè, bàn chân nè, bàn chân nè. Dễ thương không? Em dễ thương quá nhỉ, để xem nè. Xem em có giận không ạ? Ôi, chạy rồi. Trông em này giống trùng quá, trùng ơi. Trùng ơi trùng. Ai? Thôi, em ý sợ lắm. Để yên cho em ý ở trong hộp nhé. Một chút thôi để cho em ý khỏi sợ. Rất là sợ hãi. Nó còn cào mình. Để cho em ý ngoan lại.